Hello, xin chào anh em. Chúng ta lại tiếp tục đến với tựa game Giang Hồ Bát Phái Phân Tranh nhá. Đang chơi bị cuốn quá anh em ơi. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm thế nào để có thể kiếm kim cương. Cụ thể ở đây đó chính là kim cương khóa nhá. Bởi vì là kim cương với kim cương khóa ở đây thì cái giá trị nó như nhau anh em ạ. Mua phần thưởng ở trong shop nó vẫn như vậy hết. Thì đầu tiên, anh em vào trong cái phần túi cho mình. Thì khi chúng ta đi đánh boss này, tham gia các cái hoạt động thì được rất là nhiều những cái trang bị và rất là những cái vật phẩm khác nữa. Bình thường ở những cái tựa game khác thì khi anh em thu hồi ấy, thì nó chỉ trả lại kim nguyên bảo vàng các thứ bình thường thôi. Nhưng đây khi mình thu hồi nhá anh em này. Đấy, thu hồi xong phát là được kim nguyên bảo các thứ này. Thì cái bước 1 là chúng ta phải đi thu hồi trang bị cái đã. Và bước thứ 2, anh em ấn vào cái hình mà có biểu tượng viên kim cương này. Đây, thì anh em có thể thấy khi chúng ta thu hồi trang bị nhá, thì trong này nó sẽ hoàn trả lại kim cương khóa cho anh em. Rồi, nhận thưởng. Đấy, được một mốc 300 kim cương khóa nữa. Bây giờ mình vào lại trong túi này, 615 kim cương khóa. Ngon lành. Thì đấy, chúng ta cứ tích cực là đi săn boss vào. Có thật là nhiều trang bị nhá, kể cả trang bị cũi cũng được. Mình bán lại cho nhà phát hành, sau đó thì vẫn có thể nhận được kim cương khóa mà. Thì đằng nào chúng ta chả đi làm cái nhiệm vụ VIP đúng không? Thì săn boss rất là nhiều trang bị luôn. Ở đây trong một cái bản đồ có rất là nhiều boss thì anh em lưu ý nhá, phải đúng cái con boss mà nó yêu cầu ấy. Ví dụ như đây nó yêu cầu là boss hồng mông thì chúng ta cứ tìm đúng ở trong cái map này này, chọn đúng cái con hồng mông, click vào đấy, sau đó anh em ấn treo máy phạt, thế là xong, nó tự động tìm đến con boss đấy là chúng ta có thể săn boss được rồi. Bên cạnh đấy có một cái tính năng rất là hay, đó chính là ấp trứng này. Mình cực kỳ là khoái nhá. Hôm trước thì mình có đi săn boss và nhận được một quả trứng thì nó phải ấp đâu đó trong vòng mấy tiếng á. Rồi, hôm nay mình mở thử xem. Ui, có gì đây? Wow, ngầu vậy. Thần thú vân rực luôn anh em nhá. Ấy xời, được quá nhỉ. Cộng 15k điểm lực chiến này. Khuê lòi anh em ơi. Khi nhân vật công có tỷ lệ rít gào trực tiếp gây cho boss 1 triệu điểm sát thương thực. Ui, vãi nồi, con boss trâu thế mà ăn sát thương thực là ngon lành này. À, mà anh em đã nghe đến phân thân chiến sủng bao giờ chưa? Mình sẽ cho anh em xem khả năng phân thân của con chiến sủng này nó sẽ như thế nào nhá. Hôm trước thì đây mình có con xích rực này. Sau khi tiến bậc xong thì mình có một con ma hổ đen xì xám xịt này rồi, cực kỳ là ngầu lòi. Thế như là mục tiêu của mình con này cơ. Đấy, con này trông đỉnh nhở. Thì ở ngay góc phải màn hình ấy nó có chữ phân thân. Khi mà chúng ta lên được cái VIP 8 là có thể có được một cái viên ngọc này, dùng để phân thân được thành hai con. Ngon. Đây, tiếp tục là làm nhiệm vụ VIP 8 thôi. Sau đó mình sẽ lấy tài nguyên để đi phân thân thú cho anh em xem nhá. Mình sẽ làm cái nhiệm vụ ngày này để có thể lấy điểm sôi nổi này. Nhận thưởng bình thường thôi nhá. Cái nhiệm vụ này thì mình làm tí là xong ấy mà. 20 điểm sôi nổi rồi. Cố lên. À đây, mình có nhận được thêm một cái lệnh bài này. Ai à, cái này tăng nhiều chỉ số phết này. HP 14.000 công 350. Được phết, lực chiến tăng được 3.000. Thế là ổn rồi anh em ạ. À đây, mình đánh nốt cái phụ bản tình duyên này nữa là được 20 điểm sôi nổi này. Quá, nhưng mà lại chưa có người yêu. Thú thực sự luôn ạ. Chơi game lại cần phải có người yêu nữa cơ. Được rồi, thế thì mình sẽ đi tu đạo trường nha. Cái nhiệm vụ này thì được 15 điểm sôi nổi thôi, thì vẫn phải làm thêm một cái nhiệm vụ nữa thì mới đủ được 100 điểm anh em ạ. Đấy, khi mà đánh xong dễ quá thì mình hoàn toàn có thể kích sát được con boss mà không cần phải vào trận chiến đấy anh em nhá. Rồi, ngon lành luôn. Đấy, đơn giản 5 lần chứ nhỉ. Đấy, 5 lần rồi đấy. Ok này, tăng cấp ở đây cũng được chiến này anh em này. 95 điểm rồi. À, boss thần vũ này, một lần được 10 điểm. Ok. Ui, đến ngày luôn. Ui xồi, con này level 1600 đánh mệt nghỉ luôn anh em ạ. Ui, to vãi nồi luôn này. Đấy, may là mình còn có hai con chiến sủng mới đánh đỡ chứ không thì vỡ mồm này. Tí nữa cố gắng lấy thêm tài nguyên liệu để có thể phân thân thêm thì có thể nâng cấp được mấy con chiến sủng mới lên. Ui, thề với anh em luôn, mấy con chiến sủng đấy sẽ giúp cho mình khá là nhiều nhá. Bởi vì nó có thể gây choáng boss này, gây ra lượng sát thương cực kỳ là khổng lồ luôn. Nếu không có hai con chiến sủng đấy thì chả biết đánh đấm kiểu gì luôn á. Úi dồi ôi, đánh từ nãy đến giờ thế với anh em lâu vãi chưởng, 15 phút chưa xong con boss luôn anh em ạ. Với lại cơ bản là trang bị của mình thì đang thiếu một cái đồ thần binh để làm sao cho nó lên phẩm đỏ ấy, thì lúc đấy thì đánh đấm thì công nó mới cao được. Còn hiện tại bây giờ thì nó chưa ăn thua lắm. Ui, từ chiến 21.000 này. Ây da, có dây chuyền đỏ bậc 27 luôn ạ. Chiến ấy nhỉ. À, hình như mình cũng có mấy cái trang bị bậc 27 đấy. Để mình set up cái bộ này vào này. Đấy, lực chiến tăng lên liền luôn. Ok, cộng 16k6 điểm lực chiến nha anh em. Wow, có bộ thời trang ở trong chị trò đẹp trai phết anh em ạ. Nhiệm vụ ngày này có thể nhận luôn. Như vậy là đã được 105 điểm rồi. Và cuối cùng thì mình cũng đã có thể hoàn thành thêm được một cái nhiệm vụ để lên VIP 8. Dùng ngay tiên vị đạ thiên tiên là cái gì? À, mình đã hiểu ra rồi. Ở đây nó đang là tán tiên này, sau đó đến phàm tiên này, sau đó thì nó sẽ đến một cấp bậc gì đấy. Xem trước xem nào. À đây 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 đấy, mình đoán không nhầm, nó bị dịch thiếu nha. Thiên vị đạt thiên tiên. Trời đất, cú thực sự luôn anh em ạ. Bây giờ đang là tán tiên này, thế thì tích cực làm nhiệm vụ thôi. Đây đây đây, mình thấy cũng nhảy lên đồng tí này. Làm tiếp nhiệm vụ xem nào. Nhận nhiệm vụ này. Rồi đấy, thu thập thêm một số những cái vật liệu cần thiết thì mình có thể là được những cái XP và nâng cấp dần cái tiên vị của mình lên.
Ồ, cái nhiệm vụ này nhanh thế, có phải dễ hơn nhiệm vụ lúc đầu ấy. Ok, nhận thưởng này, dùng ngay luôn. Rồi, để mình xem tiên vị của mình đang ở đâu nha anh em. Đây rồi, tăng cấp phát. Quá là con phải đi tận đâu để tăng cấp nhỉ? Dịch chuyển miễn phí luôn này. Tiếp nhận phong vị. À, hay nhở, phải gặp sư phụ thì mới có thể là được phong vị lên cấp cao hơn. Rồi, tiếp tục quay trở lại này. Tiên vị này, phàm tiên là chuẩn bị lên thiên tiên này. Đến làm một vài cái nhiệm vụ nữa là ok luôn. Nhận thưởng. Quá, dùng ngay này. Để mình xem là đã lên được thiên tiên chưa nhá. Ui dồi ôi, vẫn phải thêm một cái nhiệm vụ nữa anh em ạ. Lễ bái chủ thành á. Này là cái gì nhỉ? Mộ bái luôn. À, phải đi quỳ bái cái ông mạnh nhất cú thực sự anh em ạ. Nhưng mà thôi, yếu thì biết làm sao được. Chấp nhận thôi. Nhận nhiệm vụ phát này. Làm cái gì đây? Chiến đấu tiêu diệt một người chơi anh em ạ. Rồi đấy, cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong rồi. Và mình sẽ tăng cấp lên thiên tiên nha. Sư phụ, phóng vĩ cho con đã hoàn thành tất cả những cái nhiệm vụ sư phụ giao cho rồi. Đây, mình sẽ bật lại cái chế độ hòa bình nhá. Không nhiều anh em quánh mình vỡ mồm ấy. Rồi, lên thiên tiên rồi. Lực chiến tăng 1500 điểm anh em ơi. Ok, như vậy là mình đã lên được VIP 8 rồi. Kích hoạt được luôn. Đây rồi, nhận được một quả hồn ngọc để có thể đi phân thân chiến sủng nha anh em ơi. Dùng ngay. Kích hoạt, phân thân nó xem nào. X2 đấy, hiện tại bậc 3 nó là 70% thực lực. Đấy, tiếp tục bậc sau nó sẽ là bao nhiêu ta? Có thể là 100%. Đấy, kiểu như vậy. Chính là con phân thân này đây anh em ạ. Con này thì đạt 70% thực lực. Chắc là phẩm sau thì nó sẽ được là 100% thực lực nha. Khá là ngon lành cảnh đáo anh em ơi. À đấy, còn quên mất chưa nhận thưởng đăng nhập ngày 4 này. Để mình sẽ review qua một số những cái phúc lợi cho anh em xem nha. Qua đua cấp luôn này. Ơ, nhận thưởng được luôn. Trang bị ngay. Ui, được quá nhở. Nhận luôn này. Ơ, online nhận được luôn này. Đó, rất là nhiều kim nguyên bảo luôn nhá. Điểm danh này anh em ơi, 5 vạn kim nguyên bảo. Cảnh báo ô nhận luôn, 100 kim cương khóa luôn. À, nếu như anh em nào mà có kim cương thì vào chơi cái event này là ngon này. Nó chỉ có hạn giờ mấy ngày đầu thôi. Thì khi mà chúng ta có kim cương tiêu ở đây ấy, thì nó trả lại bằng kim cương khóa. Vừa mua được phần thưởng mà vẫn có kim cương khóa để tiêu xài mua những cái vật phẩm khác thì rất là ngon nhá. Cuồng hoan, nhiệm vụ treo thưởng này. Nhận luôn đi anh em ơi. Diệt boss, ok, dùng ngay. Start. 100.000 kim nguyên bảo luôn này. Ui nhiều thế. Phải, nhiều nhỉ. Tha hồ kim nguyên bảo luôn anh em ạ. Đấy, xịn chưa. Ok luôn. Boss tôn sư mình cũng đã diệt được một con rồi này. Được phết nhỉ. Gieo hò các kiểu. Nhận luôn. Đá này. Khảm đá. Dùng ngay luôn. Ok. Ghép chữ à? Làm nào kiếm được chữ điển này nữa nhỉ? Để lấy một cái dương đỏ này nó mới chất chơi người rơi chứ. Ồ, tích cực đi đánh quái anh em ạ. Có thể rơi được cái chữ điển này đấy. Ấy, được thêm cái gì này? Ui, được thêm cái linh giáp này. Rút thường một cái xem nào. Được cái gì không? Ui giời ơi, một sao anh em ạ. Vãi thật, 16.800 kim cương được một cái linh giáp cực phẩm luôn anh em ạ. Đây này, mấy cái này trông kinh nhỉ. Ui, 200.000 lực chiến luôn. Vãi. Đỉnh. Thôi, có cái này cứ trang bị vào đây anh em. Cậu cũng được 10k lực chiến. Một sao thế là được rồi. À đúng rồi, mình vừa kiếm được khá là nhiều kim nguyên bảo. Mình sẽ vào đây để có thể là nâng cấp mấy con chiến sủng mình lên nhá. Đó, chỉ còn 3 sao nữa thôi là mình sẽ có được cái con đây rồi. Cự thú này cực kỳ là khủng khiếp này. Cho anh em xem mấy cái ảo hóa chiến sủng này. Ui, hậu nghệ này. Ngầu nhé, tiêu viêm. Ui, có chữ linh luôn này. Ui vai nổi, Linh Andy à? Thôi, cái này lại phải sở hữu bộ này thôi. Linh này, bây giờ thêm chữ Andy bên dưới này nữa là tuyệt vời luôn này. Lại còn tiêu viêm nữa chứ, quả tên nghe hay đấy. Ok, thì đó là một số những cái tính năng nổi bật nhất ở trong cái tựa game này thì mình đã show cho anh em rồi. Anh em nào mà đam mê thì nhấn vào cái đường link ở bên dưới phần mô tả. Tải game về để chơi cùng với mình nhá. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.